chính chiếc sập đây. Đây quý vị thấy này, toàn bộ dạ chính là một tấm gỗ liền khối, vân veo thì quá là đặc sắc luôn. Đây quý vị thấy từng đường vân này, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên quý vị nhé, vân gỗ tự nhiên và vân nổi, rất là nổi luôn. Hai màu đỏ và đen rất là nổi luôn, cực kỳ là nổi khối luôn. Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày mùng 9 tháng 4 năm 2020, và hiện tại đang là buổi chiều muộn, và hiện tại chúng tôi có hoàn thiện xong một cái bộ sập ngồi chân quỳ dạ cá, chất liệu gỗ hương, chất liệu gỗ hương Nam Phi quý ạ. Đây trước mặt quý vị hình ảnh tổng thể bộ sập đây. Thì đây là một của sản phẩm của khách hàng đã có chủ nhân rồi, là bác Chi tại xã Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ, một khách hàng rất là gần thôi, bác đã về ký duyệt rồi. Hôm nay em hoàn thiện xong sản phẩm này thì là em có quay lại clip giới thiệu mọi người. Đây em giới thiệu chi tiết gần hơn cho bác xem. Đây là hình ảnh của dạ chính chiếc sập đây. Đây quý vị thấy này, toàn bộ dạ chính là một tấm gỗ liền khối, vân veo thì quá là đặc sắc luôn. Đây quý vị thấy từng đường vân này, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên quý vị nhé, vân gỗ tự nhiên và vân nổi, rất là nổi luôn. Hai màu đỏ và đen rất là nổi luôn, cực kỳ là nổi khối luôn. Đây phần chân này quý vị này, đó, vân gỗ hương, chất gỗ thì rất là mịn và chất gỗ chắc, và cái đường vân này thì là nổi khối hai màu đỏ đen lên nên là rất là đặc sắc quý vị ạ. Đây phần mặt, đây mặt này có kích thước là 1m6 x 2m quý vị nhé, khuôn tranh 7 phân, lá thì dày 2cm, rất là đẹp và đặc sắc. Thì mẫu sập trơn này thì chủ yếu là chúng ta để chơi vân là chính, và rất độc chạm rất là ít, chỉ độc chạm một ít góc này thôi, cũng như là phần chân thôi. Đây quý vị hình ảnh tổng thể sản phẩm đây, cũng như là trong quá trình quý khách hàng sử dụng thì là vệ sinh lau chùi rất là dễ. Đó, do là không có độc chạm nhiều và trơn nên là lau chùi vệ sinh rất là dễ quý vị nhé. Trưng bày trong phòng thờ mà lâu ngày chúng ta vệ sinh thì là rất là dễ dàng. Đây, phần đốc bên phải đây rất là vần đây. Đó, đây review nhé, em quay review, quay chi tiết cho quý vị. Những cái phần đặc sắc nhất là cái phần dạ tiền của chiếc sập này đây. Phần đặc sắc nhất là phần dạ tiền chiếc sập đây. Đây quý vị này, vân veo nhìn rõ đường vân nhưng mà rất là nổi, rõ đường vân nhìn nổi nhìn xa. Khi nếu mà trưng bày trong phòng khách, quý khách là đứng ngoài nhìn xa và đã thấy đường vân rồi, rất là đẹp quý vị nhé. Chiếc sập rất nhỏ nhắn xinh xắn đây. Quý vị là có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, có số điện thoại là 0987 50086, website đồ gỗ Tùng Tám.com. ok mọi người nhé, hẹn lại trong những clip khác.